Bệnh tiểu đường loại 2 thường không có triệu chứng trong nhiều năm, và bệnh thần kinh do tiểu đường loại 2 là một thuật ngữ chung cho các tổn thương thần kinh do lượng đường trong máu cao liên tục. Một trong những dấu hiệu cảnh báo tổn thương thần kinh này được biểu hiện ở chân. Theo đó, chân sẽ xuất hiện vết loét, nhiễm trùng lâu lành, đau xương và đau khớp bàn chân. Để tránh những tổn thương nghiêm trọng này thì người bệnh cần phải kiểm tra liên tục bàn chân mỗi ngày hoặc phải kiểm tra mỗi năm một lần theo chỉ định của bác sĩ. Ngoài ra, người bệnh cần phải nhận biết được những cái triệu chứng phổ biến của bệnh tiểu đường loại 2 để có thể đi khám và điều trị kịp thời. Các triệu chứng bao gồm thường xuyên đi tiểu, đặc biệt vào ban đêm, cảm thấy khát liên tục và cơ thể luôn cảm thấy mệt mỏi, sút cân nhanh, thường xuyên bị tương miệng, nhìn mờ, vết thương lâu lành và thường xuyên cảm thấy đói. Đối với người có nguy cơ cao mắc bệnh tiểu đường thì chúng ta cần phải duy trì một lối sống lành mạnh, thường xuyên tập thể dục thể thao điều độ và chúng ta cần phải chú ý cân nặng của mình. Đặc biệt cần tiến hành kiểm tra sức khỏe định kỳ để có thể phát hiện bệnh kịp thời và có phương pháp điều trị hiệu quả. Hope Beauty chăm sóc sức khỏe cộng đồng.